Chào các bạn, hôm nay ngày 4 tháng 1 năm 2023 Tết, mình đã đưa đoàn đi tham dự lễ hội tại chùa Dinh, Cao Xá. Đoàn mình tham gia môn vật và đã được ban tổ chức mời vào nhà chú Linh, chủ tịch ủy ban tỉnh Bắc Giang tham quan và dùng bữa cơm cùng với ban tổ chức và gia đình. Bây giờ mình mời các bạn cùng tham quan khu nhà nơi chú ở nhé. Sản xuất gạch này, nếu mà sản xuất gạch này thì người ta đã làm thủ công, cái này là đắt tiền mà chứ, làm từng viên một mà đẹp. Đây là cái ghế này là ghế theo cổ này. Ghế này theo cổ này. Cứ càng kiếm đồ cổ càng tốt. Đúng. Càng kiếm đồ cổ càng tốt. Đây chống đồng sơn này. Đây chống đồng sơn. Mình nhờ xây cái nhà này ở nhà tầng đấy. Nhờ. Đây này, đắt ở cái này này. Đắt ở cái này này. Đây này, người ta cái chống đồng Hồng Sơn này này. Cái này là đường mình đúc lấy sao ấy. Đúng không? Đúc thôi chứ còn đúc lấy thôi chứ còn còn cái cổ này thì lại phải để vào bảo tàng. Di sản nhưng mà mình đúc lấy thôi chắc không. Cái khuôn của nước mà đúc lấy. Được đấy. Đấy một là ấy, hai là lim Nam Phi. Sơn này là
sơn như biết. Đây đánh bóng. Đánh bóng rồi. Đây đánh bóng rồi. Nhà thờ của chủ tịch Ủy ban tỉnh Bắc Giang nghỉ hưu Nguyễn Văn Linh. We'll be right back.